Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Trong thời đại hiện nay, những vụ án cưỡng bức phụ nữ xảy ra ngày càng nhiều, đối tượng gây án ngày càng tranh mảnh. Nhưng bên cạnh đó, những người phụ nữ cũng không kém phần thông minh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng có thể nghĩ ra cách khiến hung thủ tiết lộ danh tính, bảo toàn tính mạng của mình. Đó là một vụ án đã xảy ra tại tỉnh Long An, khiến cho các cơ quan điều tra không khỏi ngỡ ngàng. Thông tin diễn biến như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 27 tháng 6 năm 2017, chị TBTL, sinh năm 1983, trú tại khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết. Chị đã làm đơn gửi tới cơ quan chức năng yêu cầu xử lý hình sự đối tượng Huỳnh Lý Anh, sinh năm 1990, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh về hành vi hiếp dâm. Chị L cho biết, chiều ngày 20 tháng 6, chị đi đám ma một người thân nhưng không ăn uống gì mà chỉ cho hai đứa con ăn. Tới khoảng 22 giờ tối cùng ngày, chị đưa các con về rồi cho chúng đi ngủ. Dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi cũng lên giường nằm với các con. Chị chưa ngủ ngay mà còn nằm nhắn tin với bạn bè qua Facebook. Lúc này, chị thấy đói bụng nhưng lười dậy nấu đồ ăn. Đến khoảng 23 giờ 30, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng cọt kẹt ở cánh cửa sau nhà. Bình thường cánh cửa này hễ mở ra, mở vô đều phát ra tiếng kêu. Tôi nghĩ là trộm nên dậy ra kiểm tra, thì bất ngờ bị một người đàn ông mình trần từ sau tấm rèm ngay đầu giường tôi nằm, cầm hai con dao khống chế tôi. Hắn nói nếu tôi la lên sẽ giết chết cả ba mẹ con. Không những muốn bảo vệ tính mạng của các con, mà tôi còn muốn bảo vệ cả giấc ngủ của chúng, nên đành thỏa hiệp với kẻ khống chế mình. Chị L cho biết thêm, sau khi khống chế tôi, hắn còn hỏi tôi rằng có biết hắn là ai không. Do trong đêm tôi lại bị khống chế từ phía sau nên không nhận ra hắn là ai. Sau đó hắn đưa tôi ra gian nhà phía trước, lấy cái dây quai nón bịt mắt lại rồi vật tôi xuống nền nhà sờ soạng khắp người. Do tôi bị dị ứng da nên buổi tối thường chỉ mặc đầm mà không mặc đồ lót nên hắn dễ dàng hành động. Cũng theo chị L, sau khi chị bị kẻ đột nhập sờ soạng khắp người khoảng 10 phút thì đứa con gái út của chị khóc lớn. Chị xin hắn cho vào dỗ con. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng sau khi nài nỉ mãi hắn cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện, chị L không được cởi chiếc khăn bịt mặt ra và hắn sẽ đi cùng chị vì sợ chị L chạy mất. Khi chị L lên giường dỗ con, đối tượng cũng lên giường rồi nằm kẹp cổ chị. Dỗ dành mãi cô con gái vẫn không nín khóc, chị L lại nhẹ nhàng thuyết phục kẻ khống chế buông tay ra, cởi bịt mắt cho chị. Tuy nhiên, hắn không đồng ý vì sợ chị phát hiện ra danh tính. Sau đó, chị L đã cố gắng với tay sờ vào mặt hắn để nhận dạng. Cùng với việc nghe giọng nói và việc nhìn thấy hình xăm trên tay hắn trước khi bị bịt mắt, chị L đã đoán ra được đối tượng là Huỳnh Lý Anh. Sau một hồi chối cãi, hắn cũng đã tự thừa nhận mình là Lý Anh. Khi chân tướng đã bại lộ, Lý Anh cũng không từ bỏ ý đồ của mình mà chơi bài ngửa. Anh ta nói thẳng là muốn làm tình với chị L, chấp nhận việc có thể bị công an bắt. Sau đó, Lý Anh cởi khăn bịt mặt cho chị L và buông tay khỏi cổ chị. Sau khi dỗ dành mãi, đứa con vẫn không hết khóc, chị L liền nhờ Lý Anh ra pha sữa giúp chị và hắn cũng làm. Khi đứa con nhỏ của chị L uống sữa xong thì ngủ thiếp đi. Lúc này Lý Anh định vật chị L xuống để thực hiện hành vi đồi bại ngay. Tuy nhiên, chị L lại tìm cách hoãn binh. Tôi nói với Lý Anh là từ tối tôi chưa ăn gì, không đủ sức để quan hệ tình dục. Tôi yêu cầu hắn cho tôi đi nấu mì ăn để lấy sức, rồi sẽ chịu hắn và được đồng ý. Tôi hỏi hắn có ăn không, tôi nấu cho ăn luôn, nhưng hắn không ăn. Chị L cho biết. Cũng theo chị L, khi chị nấu mì thì Lý Anh ngồi gần đó hỏi han chị về cuộc sống. Chị cũng kể hết cho hắn ta về hoàn cảnh của mình và còn nói cả chuyện mình mới đánh đề gần chục triệu nhưng người ghi đề không chịu trả tiền hết cho chị. Nghe vậy, Lý Anh hỏi chị có cần hắn đòi giúp không? Chị L trả lời là đã nhờ người khác đòi giúp rồi nên không cần anh ta nữa. Trong lúc đi nấu mì, tôi cũng nghĩ sẽ đun một nồi nước sôi rồi tạt vào người Lý Anh. Khi anh ta bị bỏng thì mẹ con tôi cũng thoát nạn. Tuy nhiên, nhà tôi lại không có cái nồi nào to, chỉ có nồi nhỏ nên không đun được nhiều nước. Tôi nghĩ nếu tạt ít nước sôi vậy thì Lý Anh sẽ không hề hấn gì và có thể còn hung hãn hơn, nên đành ngậm ngùi ăn mì lấy sức để anh ta hiếp dâm, chị L chia sẻ. Sau khi đợi chị L ăn hết hai gói mì, Lý Anh trải một cái chăn xuống nền đất ngay cạnh giường hai cô con gái chị L đang ngủ, rồi thực hiện hành vi đồi bại với chị. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lý Anh vẫn chưa chịu buông tha cho chị L mà tiếp tục nằm đó, dùng dao khống chế nạn nhân. Khoảng 10 phút sau,
hắn ta lại vật chị L ra để hiếp dâm lần nữa. Sau khi thỏa mãn thú tính lần thứ hai, Lý Anh vứt cân dao lại rồi rời khỏi nhà chị L. Lúc này đã là 6 giờ sáng. Nhìn thấy ghét, đánh nhóm thanh niên lạ, hiếp dâm thiếu nữ. Vụ bé gái TTMH sinh ngày 13 tháng 4 năm 1999, cùng nhóm bạn đi chơi về khuya, bị hai đối tượng dùng mã tấu trượt chém và khống chế vào khu chầm mã để hiếp dâm, cướp điện thoại di động tại khu vực ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, gây xôn xao dư luận, vừa được Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 30 tháng 5. Trước tòa, hai bị cáo Ngô Văn Quốc sinh năm 1993 và Đoàn Ngọc Hạnh sinh năm 1995 cùng trú tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng lại đổ thừa tại xỉn quá. Chủ phiên tòa giải thích, xỉn sao các bị cáo còn biết về nhà lấy mã tấu, bao cao su thực hiện hành vi phạm tội. Luật quy định người phạm tội khi uống rượu bia vẫn bị xử lý, có khi còn phạt nặng nên lời nói của các bị cáo không có cơ sở chấp nhận. Theo cáo trạng truy tố Hạnh và Quốc, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 2013, sau khi nhậu xong, Hạnh và Quốc đã ghé vào quán của anh Phan Văn Lộc ở gần dốc cầu Cần Thơ, ấp Mỹ Khánh 2 ăn mì. Cùng lúc, Nguyễn Thành Tính cùng TTMH và 7 người bạn đi chơi về cũng ghé vào quán anh Lộc uống nước. Mặc dù hai bên không quen biết, nhưng do bản tính côn đồ nên Hạnh và Quốc đã tự dưng nhìn nhóm Tính thấy ghét, liền bàn nhau đánh nhóm của Tính. Sau khi nhóm Tính ra khỏi quán, Hạnh lấy xe chở Quốc về nhà, lấy mã tấu tự chế và lượm thêm khúc cây, quay lại tìm đánh nhóm của Tính. Đến trước quán An Bình thuộc nhóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, gặp nhóm của Tính đang đi bộ, Hạnh dừng xe cầm mã tấu bước xuống. Quốc cầm cây xông vào đánh, khiến nhóm của Tính hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩ mình không gây thù oán với ai, nên Tính, H và một cô bạn tên T vẫn đứng tại chỗ. Và Quốc đã cầm cây xông tới đánh nhiều cái vào lưng, tay, mặt Tính, gây thương tích. Qua giám định, tỷ lệ thương tật Quốc gây ra cho Tính là 7%. Sau đó, Hạnh tiếp tục cầm mã tấu rượt nhóm của Tính. Thấy Tính và T bỏ chạy, chỉ còn lại H. Quốc kêu Hạnh bắt H, chở đi và Hạnh đã cầm mã tấu kề vào cổ H, khống chế buộc lên xe, chở đến khu vực xã Mỹ Hòa. Vừa đến đoạn ấp Mỹ Khánh 2, nghe điện thoại của H đổ chuông. Hạnh giật lấy nghe, biết nhóm của Tính gọi. Hạnh trả lời, nó đang ở đây nè, máy bay muốn gì qua bên đây, ngay dốc cầu, rồi lấy luôn điện thoại. Trên đường đi, do nảy sinh ý định giao cấu với H, nên Hạnh kêu Quốc chạy xe vào khu vực chòm mã gần đập ông Giai, rồi nhờ Quốc về nhà lấy giùm bao cao su. Quốc chạy xe đi, Hạnh tiếp tục dùng mã tấu khống chế H vào bên trong khu chòm mã và đe dọa, nếu chống cự la lên thì chết. Khi Quốc mang bao cao su đến, Hạnh đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm H. Quốc ở ngoài cũng muốn giao cấu với H nên đã chạy xe tới nhà trọ gần đó, gõ cửa mua hai bao cao su. Lúc Quốc quay lại thì thấy Hạnh đã quan hệ và ra ngoài đứng đợi. Hạnh chỉ cho Quốc biết H đang ở trong khu chòm mã. Quốc cầm hai bao cao su đi vào định thực hiện hành vi hiếp dâm H nhưng không thấy đâu. Biết H đã trốn thoát, Hạnh và Quốc chạy xe về. Trên đường về, Hạnh đưa điện thoại cướp được của H cho Quốc sử dụng. Đến sáng cùng ngày, Quốc bị công an thị xã Bình Minh bắt khẩn cấp. Còn Hạnh bỏ trốn đến ngày 23 tháng 1 năm 2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã. Xét hành vi của Hạnh và Quốc đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên cơ quan điều tra công an thị xã Bình Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quốc tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Khởi tố Hạnh tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em. Quá trình điều tra, công an thị xã Bình Minh chứng minh được thời điểm xảy ra sự việc, H chỉ mới 14 tuổi 6 tháng 1 ngày. Lúc bị khống chế, H có bị Hạnh dùng mã tấu chém trúng lưng nhưng không gây thương tích và H cũng không có yêu cầu xử lý Hạnh về hành vi này. Riêng việc bị xâm hại, H và gia đình yêu cầu Quốc và Hạnh bồi thường tổn thất tinh thần, tổn hại sức khỏe tổng cộng là 20 triệu đồng. Anh Tính bị Quốc đánh gây thương tích cũng yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, tiền công lao động 2.050.000 đồng. Mặc dù hậu quả đã được khắc phục và bị hại đã có đơn bãi nại cho các bị cáo, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, cả hai bị cáo Hạnh và Quốc cùng tham gia thực hiện, nhưng việc cố ý gây thương tích chỉ riêng mình Quốc gây ra, còn tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em là đồng phạm
giúp sức nhau để hoàn thành tội phạm. Trong đó, Hạnh là người trực tiếp cướp điện thoại và dùng mã tấu khống chế hiếp dâm Hắc, nên giữ vai trò chính và nguy hiểm nhất. Bị cáo Quốc với vai trò giúp sức thực hiện cướp tài sản và hiếp dâm Hắc nên mức độ nguy hiểm ít hơn. Do đó, hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hạnh 3 năm tù giam tội cướp tài sản, 8 năm tù giam tội hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt buộc Hạnh phải chấp hành chung là 11 năm tù giam, phạt Quốc 6 tháng tù giam tội cố ý gây thương tích, 3 năm 6 tháng tù giam tội cướp tài sản, 3 năm tù giam tội hiếp dâm trẻ em. Tổng hợp hình phạt Quốc phải chấp hành chung là 7 năm tù giam. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!